Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Khi Lạc Viết. Mình là Lạc, Lạc Đông Vui Vẻ. Đây là chương trình Khi Lạc Viết Podcast được phát sóng trên kênh Khi Lạc Viết. Khi Lạc Viết Podcast là chương trình mà chúng ta ngồi lại đây đàm luận nhân sinh cũng như là chia sẻ về những cái góc nhìn, những cái vấn đề, bàn luận về những cái vấn đề trong cuộc sống, đồng thời đúc kết ra những cái bài học có ích cho mình và mọi người. Thì quay trở lại với số podcast số 05 thì chúng ta hôm nay sẽ bàn luận về một cái vấn đề, cái chủ đề đó chính là cái nghèo đáng sợ đến mức nào. Thì chia sẻ với các bạn thì cái nhớ không nhầm là cuối năm 2023 thì cái chủ đề này nó cũng khá là hot trên mạng xã hội ấy. Thì mình cũng tình cờ đọc được những cái chia sẻ khá là hay từ những anh chị, từ đó khiến cho mình kiểu mình cảm thấy trân trọng cái cuộc sống hơn ấy. Thì hôm qua thì mình tình cờ lục lại thì mình cũng ngồi đọc lại và ok, thì mình quyết định ngồi lại đi và làm những cái video, làm cái video này để cùng nhau chia sẻ và bàn luận nha. Ok. Cái chỗ này, ok. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Ngày còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thấy hàng xóm tổ chức sinh nhật cho con, gọi mình sang cùng. Nhưng mà vì nhà mình nghèo, không có tiền để mua quà sinh nhật. Ok. Ít ra các bạn còn được ăn đủ, tôi thì không. Có một giai đoạn nhà tôi không có đủ gạo để ăn, chỉ nấu gạo loãng uống thôi. Dù tôi rất đói nhưng vẫn tỏ ra bình thường vì không muốn ba mẹ lo lắng. Được đói do bỏ nên nhà tôi mất sạch nên giờ chi tiêu chắc chiu lắm, ai khổ rồi sẽ hiểu. Cảm ơn vì đã đọc. Thì nói chung là cái này á, nói chung là mình thấy mỗi người là sẽ có một cái số mệnh khác nhau nha, kiểu thế. Nhưng mà các bạn sinh ra trong một cái gia đình kiểu trăm ban thế việc bề thế rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ chưa từng trải qua cái cảm giác là bị cảm thấy áp lực về tiền bạc. Nhưng mà đối với những cái người mà sinh ra trong một cái gia đình mà kiểu kiểu có hơi khó khăn ấy, thì cái đồng tiền đối với người ta rất là quan trọng luôn, và người ta kiểu cũng rất là sợ nghèo ấy. Tại vì cái cảm giác mà kiểu ai đã từng trải qua cảm giác thiếu thốn rồi thì sẽ biết là nó khó khăn mức nào. Bởi vậy nói chung là mỗi hoàn cảnh sẽ dạy cho ta những cái bài học riêng. Ví dụ như anh này đi, kiểu anh này sinh ra trong một cái gia đình không quá có điều kiện, thành ra cái lúc lớn lên thì biết trân trọng đồng tiền hơn cũng như là biết chi tiêu. Hồi tôi còn ở trong bụng mẹ, nhà chỉ trồng đám khoai mì, không có gạo ăn, ngày nào mẹ cũng lấy khoai mì luộc lên ăn thế cơm hoặc là nấu canh cho đỡ đói. Đến khi tôi ra đời thì mẹ vẫn nấu khoai mì cho tôi, tới bây giờ tôi vẫn nhớ món ăn đó không quên được. Tôi rất thích món khoai mẹ nấu lúc xưa. Thì đọc một loạt cái bình luận mình thấy là chị Tường Vi này kiểu có một cái góc nhìn khá là tích cực nha, ý là kiểu không hề than thân oán trách, than thân trách phận gì, mà kiểu chị ấy chỉ kể chuyện lại như là một cái góc nhìn thứ ba. Và kiểu điều mà chị ấy ấn tượng đó chính là món khoai mì mà mẹ chị ấy nấu thôi. Cái nghèo không đáng sợ bằng cách con người ta đối xử với người nghèo. Hồi bé đi mua 5.000 cá khô mà cô bán hàng bình thường sợ lỡ lại cặp với mình, cho con cá vào túi rõ mạnh rồi thằng học đưa cho. Nhưng với người khác thì không, lúc đó còn nhỏ nên thấy sợ với nhục lắm, về chẳng dám nói với mẹ vì biết nhà mình hết tiền. Có ai đã từng đi phụ bằng quán nhậu, khách nhậu xong còn đồ thừa lấy ăn không? Vì nghèo đó, cái nghèo mới thấm được cái cảm giác chỉ cần no chứ không mong là ngon. Hiện tại tôi vẫn làm phục vụ, vẫn ăn đồ thừa đây. Chúc cả các bạn ở đây đều có một cơn hay được nữa. Thì mình nghĩ là nói chung là mỗi người một cuộc đời và một cái góc nhìn riêng thôi. Có người sẽ cảm thấy là cái việc mà ăn thừa ở quán quán thì nó khá là kỳ kỳ, nhưng mà có người người ta cảm thấy đó là kiểu có ăn là được rồi. Thì mỗi người một góc nhìn, mình nghĩ là càng lớn mình cảm thấy là mình cảm ít, gọi là ít sự phê phán hay là lên án hay là nói bàn luận quá nhiều, kiểu nói một cách tiêu cực về bất kỳ cái hành vi hành động nào. Tại vì kiểu nếu như mà người ta có điều kiện thì người ta đã mua mua đồ rồi chứ, bất nói chung là tất cả đều là vì bất đắc dĩ thôi. Em rất muốn được đặt chân vào cánh cổng đại học, vì nhà không có điều kiện nên phải nói lời tạm biệt với ước mơ. Thì
Thật ra cái việc mà đi học á, mỗi nói chung là mỗi người một cuộc đời thì nó sẽ có một cái áp lực riêng. Nói như mình nha, mình đi học đại học nhưng mình cũng khá là áp lực, nhưng mà kiểu suy nghĩ nói chung là người ta thường nói là hay có câu là tri túc lương lãng, tức là biết rủ thường quy á, thì á mọi người nên nên nhìn vào những cái mình có thay vì những cái mình không có. Thì ít nhất mọi người bị áp lực bởi cái việc học tập đúng không, nhưng mà thay vì oán trách học bị khó, học bị đồ các kiểu ba la ba la các kiểu, thì mọi người nên nhìn lại ở ngoài kia để mà nhận được bản thân mình, ý là hiện nay ít nhất là mình còn được đi học, được ba mẹ tài trợ cho đi học hay gì đó, hoặc là mình có thể tự đi làm kiếm sống mình đi học. Nhưng mà có những cái bạn thật sự rất là muốn đi học nhưng mà lại không có điều kiện để mà tiếp tục học tập, thì á mình nghĩ nha, tất cả những mọi người mà mình gặp qua mọi người đều nói là thường cái việc học đại học á, nó không phải là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công, nhưng mà đó là cái con đường an toàn nhất để giúp sau này mình có một cái tương lai tốt hơn ấy. Hồi trước nhà mình nghèo lắm, ba mẹ mình đi làm cả ngày, gửi mình nhà cô. Có lần cô bảo mình là ba mẹ mày gửi mày ở đây mà không gửi tiền, rồi trưa nào tao cũng nói chung là nó bị thứ tưởng chứ nha, nào tao cũng phải cho ăn, mày về bảo ba mẹ mày gửi tiền đi rồi tao nuôi không thì thôi. Còn nhớ có lần gửi nhà bác hàng xóm, bác bảo cơm gạo nhà tao cũng tốn tiền chứ có rảnh hơi nuôi mày đâu, kêu ba mày lần sau đừng có nhờ tao nhớ. Thì cái này mỗi người mỗi cảm thôi, mọi người ví dụ kiểu có những cái người kiểu người ta sống người ta sống rất là phóng khoáng, kiểu rất là thích cho đi và kiểu không bao giờ tính toán người ta, nhưng mà có một vài người thì người ta kiểu khá là tính chi li, chắc 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 chiêu với người ngoài. Thì thật ra nếu như mà cũng không biết, chắc là do mình suy nghĩ chứ, thì một góc nhìn thì ví dụ như là người ta cũng chả dư giả gì nên người ta mới kiểu tính toán như vậy, chứ mình nghĩ là nếu như mà người ta giàu có rồi thì chắc cũng không đến nỗi mà phải tính toán đến bữa cơm đâu. Mình nghĩ là chỉ có những cái người khổ, những người đang khổ mới làm khó khăn với nhau thôi, chứ mình hồi xưa mình từng đã học ở đâu hay là nghe nói là kiểu ví dụ nha, những cái người mà có cuộc sống hạnh phúc thật sự nha, là người ta sẽ không bao giờ chạy đi sân si hay đố kỵ với bất kỳ người ta đâu. Cái quan trọng là người ta chỉ quan tâm tới cuộc sống của người ta và nâng cao cái cuộc sống của người ta, hưởng thụ tận hưởng cái cuộc sống của người ta thôi. Chứ chỉ có những cái người hiện tại kiểu vẫn còn gọi là cuộc sống người ta khổ quá với xong kiểu người ta cũng cảm thấy tủi thân, sinh tâm đố kỵ các kiểu. Chứ những cái người mà thật sự đang hạnh phúc thì người ta sẽ không bao giờ cảm thấy đố kỵ hay là quá chi li tính toán chắc chiêu với người khác đâu, mình nghĩ là vậy. Đã từng trong một căn mái lá tường tường đắp đất, ba mẹ cố gắng còng lưng ra cày từng ngày, đến khi có một chút dư để mình đi học thì người ta lại nói ba mẹ mình có chục tỷ để ngân hàng, thế người ta có lại không giúp. Người sống không có tình nghĩa, mình tự hỏi cuộc đời có quá bất công với ba mẹ mình hay không, có chẳng ai giúp, có được vài đồng thì người này đến người khác tìm đến. Thì cái này nói chung là đây là một cái quá trình là không ngừng cố gắng phấn đấu của ba mẹ chị ấy. Thì thật ra thì kiểu cái việc mà người ta đến nhờ mình là kiểu thật ra mình hay được dạy là nói chung là tức là giàu không khoe, khổ không than ấy. Khi mà các bạn kiểu mình có điều kiện có tiền rồi thì mình đã có quá nếu như mà mình không có rộng lớn mới có thể giúp đỡ được tất cả mọi người thì mình đã có sống sống quá khoe khoang gì đó, tại vì nó sẽ giúp mình tránh được cái phiền phức á. Người ta kêu người ta tới tìm mình xong mình không giúp được, xong người ta chắc chắn là nếu như mà những cái người mà cần đến sự giúp đỡ, nếu như mà mình không giúp họ thì chắc chắn là sẽ phật lòng họ rồi, thì tất nhiên là mình sẽ bị sau lưng nói những cái điều không tốt đó, những cái điều hiển nhiên. Thì thật ra cuộc đời này nó khá là công bằng ấy, nói chung là nó luôn tuân theo một cái luật vận hành nhân quả cũng nhất định. Nói chung là nếu như mọi người nghiên cứu càng sâu về cái luật nhân quả, mọi người sẽ hiểu là cái thế giới này thật ra rất là công bằng, nhưng mà có đôi khi là cái nhân quả nó đến hơi chậm nên thành ra mọi người thấy hơi bất công thôi. Khó khăn không ai giúp. Thì thật ra nha, nói một chút về cái vấn đề góc nhìn tâm linh ấy, thì cái việc mà mọi người khó khăn không ai giúp nha, nếu như mà mọi người tin vào cái việc kiếp trước kiếp này kiếp sau á, thì á ý là nha, mọi người muốn gặt được cái gì thì trước tiên mọi người phải gieo nhân, cái nhân gì cái quả gì, cái nhân gì khiến cho mọi người khi gặp khó khăn không được ai giúp, thì mình được dạy là tại vì
lúc trước thì mọi người thấy người ta gặp khó khăn thì mọi người không có chịu giúp hoặc là giúp mình nhưng mà không có tiền nữa, không có hoan hỷ cho lắm ấy. Thành ra mình phải nhặt kết quả là khó khăn không có ai giúp. Với lại trong cái lúc mà mình, nếu như mình có tiền nhưng mà mình không kiểu không giúp được người ta hay gì đó thì mình có thể hạn chế cái việc khoe khoang hay là kiểu chứng tỏ cuộc sống mình quá tốt để tránh phiền phức ấy. Còn nếu như mà thì với thêm một cái góc nhìn khác nữa, cái việc mà bị người ta sân si soi mói là những cái chuyện rất là bình thường ấy. Tại vì thật ra cho dù các bạn có sống đẹp sống tốt đến đâu, các bạn cũng sẽ bị người ta nói xấu sau lưng thôi. Và mình đã từng gặp qua một vài người nha, người ta kiểu trước trước mặt nó nói ta đâu có nói xấu đâu, ta chỉ nói sự thật thôi. Nhưng mà nha, mình từng chứng kiến những cái người đó, người ta nói xấu đối phương trước mặt mình, kể một cái câu chuyện nha. Bình thường mình cũng rất tin tưởng tại vì mình cứ cứ nghĩ là người đó luôn nói thật nha. Nhưng mà sau khi mình đi xác nhận cái tin nha, là cái nội dung người ta nói có đúng không, có đúng thật, nhưng mà người ta gọi là phóng đại và kiểu bẻ cong cái sự thật đó rất là nhiều. Nhưng mà trên đời này có những cái người rất là kỳ lạ và rất là thị phi, nên thành ra là thôi, nếu như mình giàu có, mình có điều kiện gì đó thì mình cứ tém tém lại, kiểu mình giàu trong âm thầm thôi chứ mình không cần phải khoe khoang lên để tránh phiền phức. Hồi đó nhà nghèo chơi với chị chung xóm, được mẹ chị đó cho trái măng cụt, thích quá trời, tại đó giờ không được ăn cũng không biết ăn sao nên cạp luôn cái trái măng cụt là xin lỗi mọi người, thì trái măng cụt thì vỏ ngoài của nó hơi bị cứng thì mình sẽ mở ra rồi mình mới ăn ấy. Thì chắc là mỗi nhà một cái, mình cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà kiểu mỗi nhà ai không biết nói, mình không biết nói sao. Cái buổi này mình qua nha, hay là mình quay lại nha. Thật ra cái này, cái vụ cười ấy, kiểu không phải là cười chê tại vì người ta ngốc hết nữa nha, nãy mình cười không phải ý là mình cười kiểu nhưng mà cũng hơi dễ thương ấy. Tưởng tượng tới cái cảnh cắn con cục kiểu bị nó bị chát chát á, tại vì hồi xưa mình cũng từng thử thử ăn cắn cái vỏ con cục xem như thế nào, tại vì mình lười. Mình ăn măng cụt mình rất là lười lấy dao để cắt ra. Thì bữa trước mình có đọc được cái topic người ta vào nhà hàng và gọi ăn bít tết á, xong kiểu có một cái chị người ta gọi bít tết chín, xong người ta hỏi là chín mấy phần. Thì như theo kiểu một vài nhà hàng, người ta kiểu ăn bít tết là người ta sẽ gọi theo số lẻ, ví dụ như là 97 phần gì đó, hay là 95 phần, 95 phần đồ các kiểu ấy. Nhưng mà chị này gọi là 8 phần, xong kiểu có một vài người kiểu người ta khinh ra mặt, người ta cười ra mặt luôn ấy. Thành ra là kiểu mình nghĩ nha, trong 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 những trong cái vấn đề tâm linh, người ta nói là ý là không phân sang hèn, không phân giàu nghèo, tất cả vạn vật đều là chúng sinh với nhau. Kiểu mình đừng có khinh thường người ta, biết nói chung là không biết thì mình học thôi chứ mình không cần phải cười, không cần phải cười phải chê nhạo hay là chê kiểu bình bình giá người ta thấp kém hay gì. Nhà dột nát anh trai vừa mất, bàn thờ bị dột, tôi đi học về thấy ba mẹ lấy tấm ni lông đứng che bàn thờ, anh hết mưa. Đa số chúng ta lớn lên trong nghèo khó, vậy nên khao khát ấm no mới mạnh liệt. Đúng vậy, ai cũng nghèo như nhau cả, đều có nỗi khổ riêng, nên là mong mọi người đừng đem bản thân ra so sánh với so sánh mình khổ hơn người khác. Đúng không mọi người? Nói chung là trong những cái số podcast mà mình nói rồi, mỗi người sẽ có những cái thế mạnh và những cái khuyết điểm và những cái yếu thế riêng dành cho riêng mình ấy. Nói chung là kiểu đôi khi á, chúng ta cảm thấy là bản thân mình đủ khổ rồi, nhưng mà khi mà mình ra đời, mình chứng kiến, mình nghe những cái câu chuyện người ta, mình mới biết là hóa ra ngoài đời thậm chí còn những cái người ta khổ hơn mình rất là nhiều. Nhưng mà tại sao người ta vẫn vui vẻ và hạnh phúc như vậy, tại vì kiểu người ta không có nghĩ nhiều và người ta sống được đến đâu hay đến đấy. Có những cái người nha, mình từng gặp mà người ta nói là chỉ cần được sống là kiểu đối với họ đã là một cái loại hạnh phúc rồi ấy, chứ nhân sinh thế thái là nó rất là vô thường. Và khi mà kiểu chúng ta học cách chấp nhận sóng gió đến thì đến thôi, chuyện gì đến rồi cũng đến thôi, thì mình sẽ tạo ra được một cái phong thái ung dung tự tại và sống kiểu một cách rất là chiều với đời. Đó là một cái điều mà mình rất là muốn học hỏi được, hiện tại mình mới chưa học được, tại vì có đôi khi chắc là đôi khi cái tính cách nó hơi bị ủy mị, nó hơi yếu đuối, thành ra nó cũng hơi đem lại cho mình đó khá là nhiều cái khó khăn. Nói chung là mình cảm thấy là một cái sự đau khổ mà đến với mình chắc
Tất nhiên là chắc chắn là sẽ có bị người ta tác động, nhưng mà khổ hay không khổ do cái tâm mình, tự tâm mình với lại cái đầu mình hơi hay bị nghĩ nhiều tùm tà la nên nó mới kiểu lên voi xuống chó như này thôi. Hồi nhỏ nhà không có tivi, sang hàng xóm xem ké, họ bảo chân bẩn đừng vào nhà, ai chạm quần ngoài thềm nhà họ xem ké. Ngày xưa thấy đứa hàng xóm được tổ chức sinh nhật có bánh kem, ý thèm và tuổi thân lắm, nhưng mà nhà nghèo đâu biết sinh nhật là gì. Thì mình thấy là mọi người kiểu càng không có được thì mình càng mong muốn được trải nghiệm cảm giác đó. Thì mình nghĩ là mình cũng rất là đáng thương cho những cái bạn mà đó giờ chưa được tổ chức buổi sinh nhật nào. Nhưng mà kiểu mình suy nghĩ một cái góc tích cực hơn là ít nhất là kiểu tuy là không được tổ chức sinh nhật nhưng mà mình kiểu có cơm để ăn, có nước để uống là cũng khá là vui rồi. Thì nếu như mà mọi người, nếu như mà nghe số podcast này mà chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật hay gì đó thì mọi người hoặc là tự tổ chức sinh nhật cho mình, ý là kiểu mọi người tới sinh nhật của mình thì mình tự tổ chức thôi, kiểu ví dụ mọi người dành tiền đi, kiểu mọi người canh trước vài tháng ấy, xong mọi người tiết kiệm. Nói chung là cái bánh sinh nhật thì nó cũng dạo mình không biết giá thị trường như nào, chắc khoảng 200.000 một cái, thì mọi người thử tiết kiệm là ngày 2.000 là 100 ngày là đủ 200.000 rồi, là đủ mua cái bánh sinh nhật. Thì mình tự tổ chức thôi chứ cũng không cần ai tổ chức. Thì những cái năm gần đây thì mình cũng rất là có những cái, thật ra là có một cái giai đoạn thời gian kiểu mình rất là bi quan về cuộc đời. Mình nghĩ là đối với cái thế giới này kiểu mình kiểu chẳng còn gì để hứng thú nữa rồi. Xong cái tới sinh nhật của mình thì mình cũng mình chỉ nghĩ là hồi nhỏ thì tất nhiên là mình rất là biết ơn vì kiểu ba mẹ mình cũng gọi là tổ chức sinh nhật cho mình, cũng ra dáng gì này nọ lắm, cũng có bạn bè chụp ảnh đồ các kiểu được hộp bánh thì mình cũng rất là biết ơn. Nhưng mà càng lớn thì mình càng kiểu giờ này cũng rất quan trọng với cái việc có bánh sinh nhật hay không á. Tại vì đối với mình sinh nhật, tại vì cái hồi xưa đối với mình không biết là mình sinh ra cái cuộc đời làm cái gì đâu. Có nhiều lúc mình khá là bi quan về cuộc đời ấy, xong mình cảm thấy là một cái người không quan trọng như mình sinh ra thì mình cũng không có thích ngày sinh nhật cho mình, cũng sinh nhật của mình cho lắm. Tại vì mình cũng không thích bản thân mình cho lắm đó, đó là mình của cách đây không lâu đâu, nên mình cũng chả tới sinh nhật của mình. Thì có đôi khi những cái bạn bè thân thân quen thì chắc chắn sẽ nhớ, nhưng mà nếu như mà ở nhà chắc chắn mẹ của mình cũng sẽ mua ít gì đó để tổ chức. Nhưng mà nếu như mà mình đi xa hay là mình ở một mình thì thôi, không có bánh kem gì hết. Mình thích thì mình vui thì mình đi mua ít đồ mình đã thích ăn thôi, chứ cũng chả cần của bánh sinh nhật gì nữa. Ngày xưa nhà nghèo mẹ dẫn đi mua cặp, mình không hiểu chuyện đã nhìn trúng cái cặp đẹp nhất giá 150.000. Người ta hỏi có tiền trả không mà kêu lấy lên lấy xuống. Thì nói chung nó có những người ấy, kiểu phận đời nó cũng hơi bạc bẽo mọi người. Có đôi khi á có nhiều người ta thấy mình nghèo người ta khinh đấy. Thì đó đó, nói chung là trong xã hội nhất định sẽ có một số bộ phận sẽ như vậy, và có một số người, người ta sẽ mặc dù người ta rất là giàu nhưng người ta rất là khiêm tốn, không bao giờ khinh thường những cái người nghèo luôn ấy mọi người. Nói chung là trên thế giới này thì có người này cũng sẽ có người kia. Xưa bên ngoại nghèo bị bên nội coi thường, đám cưới cha mẹ không có nổi một tấm hình cưới vì họ chèn ép mình, cơ mẹ mình tệ hơn ô sin. Hai chị em mình cũng bị họ ghét đến nỗi mình bị trầm cảm nặng suốt 12 năm trời. Giờ mình chỉ cố gắng sống vì một ngày cha mẹ mình không còn bị ai coi thường nữa. Thì nói chung là nói tới cái vấn đề hôn nhân nha, thật ra thì mình chắc là cái việc mà mình kết hôn hay không thì nó còn quá xa vời lắm. Nhưng mà cái việc mỗi có quan tâm tới cái việc muốn đăng hộ đúng không, ý nha, mình là một cái người nói chung là cũng khá là độc lập, tức là không cần, ý là đối với người ngoài, người trong nhà tất nhiên mình sẽ là cái dạng bánh bèo vô dụng rồi, nhưng mà đối với người ngoài thì mình sẽ khá là độc lập và kiểu có những cái sự tự chủ riêng ấy. Thì á, ví dụ nếu như kết hôn thì mình có quan trọng cái việc muốn đăng hộ đối thì chắc là không biết mọi người. Có nhiều lúc nha, mình nghĩ là có đôi khi trên cuộc đời chúng ta sẽ gặp những người thật sự rất ưu tú, rất là giỏi và khiến cho mình cảm thấy rung động ấy. Nhưng mà đôi khi nhìn lại là cảm thấy bản thân kiểu nếu như mà cảm thấy bản thân không xứng với lại kiểu người ta quá giỏi, người ta có xuất sắc ấy. Thì thay vì tất nhiên là chắc là hiện đó không biết nói sao nữa, nhưng mà nếu như mà mình cảm thấy là mình không xứng với đối phương thì mình sẽ là người rút lui đầu tiên. Mình luôn là vậy, kiểu mình thích cái sự muốn đăng hộ đối hơn, thay vì kiểu kiểu nếu như mà kiểu gia đình của mình thì nó cũng ở gọi là ở tầng dưới nha, và
Tất nhiên là có đôi khi thì tất nhiên là cái việc mà tự ti về gia đình mình không thì có trách hay là nói gia đình nghèo không thì mình sẽ không oán trách gì bố mẹ mình cả. Nhưng mà nếu như mà thật sự gặp một cái người đối phương người ta quá giỏi quá ưu tú thì mình rất là không dám, tại vì kiểu mình nghĩ nha, tình yêu thật ra mình cũng tin tưởng vào tình yêu mọi người, nhưng mà kiểu môn không đăng hộ không đối ấy, kiểu gia thế hai bên nó quá mức chênh lệch thì kiểu rất là khó sống, bất kể là như thế nào thì người ta cũng sẽ khinh thường, và mình rất là sợ kiểu người ta khinh thường gia đình hay là bố mẹ mình đủ các kiểu. Và tất nhiên là mình chỉ thích đến với những ai thật sự gọi là tôn trọng mình và tôn trọng gia đình mình thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái chuyện kết hôn thì chắc là còn xa lắm, đó là mình chia sẻ góc nhìn thôi. Thì tất nhiên là mình cũng nói chung là nói mình là cái đứa giống như bị đa nhân cách ấy, có lúc nha mình là thích làm một cái đứa làm một cái con cá mặn ăn không ngồi rồi, kiểu ăn ham ăn liền làm cho nó sống chiêu chiêu qua ngày thôi, có lúc thì mình cũng muốn phấn đấu tiến lên. Nói chung là thật ra thì cái nhu cầu của mình không quá cao, nhưng mà mình cũng có những cái người mình yêu thương, có những cái người mà cần mình bảo vệ sau này thì mình cũng phải cố gắng mà đi tiếp thôi. Ok, mình rất là quan trọng, nói chung là môn đăng hộ đối rất là quan trọng với mọi người. Nhớ ngày xưa nhà nghèo, mẹ tao sang nhà anh em chơi, vừa đến cổng họ bảo sang vay tiền à, không có đâu về đi, là mẹ tao đến giờ nghỉ vẫn khóc. Nhân sinh bạc bẽo, nói chung là người người có thể làm tổn thương ta đó chính là người có thể làm tổn thương ta, làm kiểu ta đau đớn nhất là chỉ có những cái người mà người thân, những cái người mà ta tin tưởng. Bởi vậy có hồi xưa mình nói là có lần mình nói với mẹ mình á, mẹ mình có nói như này không biết, mình lâu rồi mình cũng không nhớ, nhưng mà cái nội dung lại là như này, là mình nói là ông trời rất là biết kiểu nhìn lòng người ấy. Nói chung là mình này rất là quan tâm tới những cái mối quan hệ xung quanh mình, với lại kiểu như ai thân của mình là kiểu mình đối với người ta kiểu như là cho, kiểu như là đối xử bằng cả linh hồn thể xác, kiểu chơi 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 là chơi hết mình ấy. Bởi vậy mỗi lần mà mình làm gì có lỗi là ông trời hay phạt mình bằng cách là kiểu khiến cho những cái người mà mình thật sự tin yêu ấy, người ta quay lại làm tổn thương mình. Nói chung là sau khi mà kiểu học sâu về cái luật nhân quả thì mình suy nghĩ lại thì mình nhớ lại những cái chuyện mà xảy ra với mình là thật sự là rất là đáng đời. Thì khi mà các bạn hiểu sâu về luật nhân quả, đặt nữa khi mà bạn hiểu sâu về nhân quả tới một mức nhất định, thay vì khi mà cái vấn đề đó nó xảy ra các bạn muốn hả, thì các bạn sẽ ngồi ngồi phân tích tại sao mình lại gặp cái chuyện đó, cái nhân gì nó gây ra cái hiệu quả. Lúc mà dạo đấy thì mình cũng phân tích rồi, kiểu mình tất nhiên là trong lòng nó vẫn sinh ở sự oán thán oán hận, nhưng mà nó cũng ít hơn ngày xưa rất là nhiều ấy. Mẹ dậy từ 3 giờ sáng để đi cấy thuê, đi ra đến nơi người ta lựa cấy, mẹ mình không được chọn lại đi về. Cũng tủi thân quá mọi người. Nhưng mà nhân sinh kiểu có đôi khi ấy, làm cho người ta kiểu lưu luyến mãi không quên, làm cho người ta hạnh phúc đến mức quên cả đêm về, nhưng mà có đôi khi là đau khổ đến mức tê tâm phế liệt. Nói chung là bố mẹ mình đều cũng chỉ là những cái người bình thường, người đi lao động bình thường, thành ra kiểu nói chung là mình biết là việc kể từ lúc nha, kể mình biết là bố mẹ mình đi làm nó vất vả rồi, xong kể từ cái lúc mà mình đi làm thì chắc cũng có một thời gian dài mình đi làm rồi, nhưng mà mình trải nghiệm những cái nghề khác nhau thôi. Thì á, nói chung là mình biết là bởi vì đồng tiền khó kiếm, nói chung là cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Bởi vậy á, mình rất ít khi cái tính của mình cũng khá là dễ, làm gì cũng rất là ít khi làm khó ai ấy. Thành ra có đôi khi cái tính của mình dễ quá nên người ta cứ nghĩ là mình dễ bắt nạt rồi. Có đôi khi người ta muốn ngồi lên đầu mình, ngồi lên đầu mình ngồi luôn, nhưng mà thật ra đó là chỉ gọi là sự 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 gọi là sự tử tế cơ bản mình muốn dành cho họ thôi. Còn đối với những ai không trân trọng thì mình sẽ có những cái biện pháp riêng, chứ mình nghĩ là mình không phải là người tốt và mình không dễ bị bắt nạt đâu, mình nghĩ là vậy. Bạn nào ăn khoai trong nồi cám lợn không, lúc đấy mình ăn suốt. Nói chung là mọi người thấy thật ra mọi người không cần phải oán trách, nói chung là đọc cái topic này mình càng cảm thấy trân trọng tin yêu vào cái cuộc sống hơn. Ý là nha, ví dụ như á, mọi người không có được giàu có hay là mọi người không được xinh đẹp tuyệt mỹ như là người này người kia, nhưng mà ít nhất nha, có cơm để ăn, có nước để uống, có nơi để ở, cho dù chỉ là một cái mà nhà trọ thì ít nhất là mọi người có nơi để cư trú rồi, còn hơn là kiểu mình còn may mắn hơn được những cái bạn mà đang bị lang thang ở ngoài đường ấy. Thì
đọc cái topic này là nó dạy cho mình được cái cách biết nó rất là nhiều. Bởi vì hồi xưa một hai nói chung mà bạn bè mình hay chửi mình là kiểu kiểu cái đồ gì mà không có chí tiến thủ, là kiểu hơi lười, ý là kiểu cái niềm hạnh phúc của mình nó rất là giản đơn, mọi người mình có cơm để ăn, có nước để uống, có nhà để về, nhưng mà cái nhu cầu của mình nó không quá cao, với lại mình cũng không có nhu cầu phải đi chứng minh hạnh phúc cho bất kỳ ai, nên mình nói chung là mình cũng nói rồi, cái khuyết điểm lớn nhất của mình là nghĩ quá nhiều và dễ bị tổn thương, chứ mình rất là kiểu không có quan trọng cái việc mà so sánh hơn thua bất kỳ ai, kiểu người ta thích đóng vai chính thì mình cho người ta đóng vai chính, bởi vì mình hay nói hay giỡn với mấy anh chị xung quanh mình, em chỉ muốn làm đá kê chân cho người ta thôi, ý là đi đi làm đi diễn làm mấy cái tiểu phẩm cho em làm đá kê chân đi, em không đóng vai chính đâu. Xong chị có chị chửi mình là mày đọc tiểu thuyết nhiều rồi mày bị điên hả con kia, xong kiểu ý là kiểu ai thích làm vai chính thì làm vai chính, chứ mình cũng không có nhu cầu, tất nhiên là mình làm vai chính trong cuộc đời mình là đủ rồi, chứ không cần phải hơn thua hay là chen lấn giành vai của bất kỳ ai ấy. Tớ nghe bố kể lại hồi tớ 3 tuổi, năm đó Tết gia đình ai cũng có bánh kẹo bày ra trang trí, tớ thấy nhà tớ không có, tớ hỏi bố tớ, bố ơi sao nhà mình không có bánh kẹo thế ạ? Rồi một lần xem lại sinh nhật hồi bé của mình, tớ mới biết khi bé bố mẹ cắm nến lên vỏ xốp để tớ có được thổi nến sinh nhật. Nói chung là cái thời của 20 năm trước, hay là cái thời của bố mẹ chúng ta đủ lại, thì cái việc mà nghèo đói kiểu khó khăn về vật chất tài chính đồ là cũng khá là nhiều mọi người. Nhưng mà cái thời này á, thì mình nghe người ta trên mạng người ta nói một câu là vừa sướng có hơn vừa khổ, tại vì cái về 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 cơ bản thì hiện tại cái nhu cầu được ăn uống, nhu cầu được có nhà ở thì nhìn chung là đa phần khoảng gần 70-80% gì là được có đầy đủ hết rồi ấy. Thành ra mọi người thiếu đi cái sự trân trọng, nhưng mà mọi người kiểu nếu như mình nhìn xa, nhìn toàn rộng về thế giới ấy, thì có rất là nhiều nơi người ta vẫn còn rất là khó khăn, rất nhiều, và kiểu không có áo quần để mặc, không có cơm để ăn, và kiểu cái điều kiện sử dụng nước đồ cũng rất là hạn hẹp, nên nói thôi, nhưng mà nói chung là có bao nhiêu mình biết ơn bấy nhiêu đi, không cần phải hơn thua hay áp lực với bất kỳ ai ấy. Nói chung là chúng ta sinh ra trong một cái gia đình mà xã hội hiện đại, khi mà tất cả mọi người đều có thể chia sẻ công khai cuộc sống người ta lên xã hội, và khi mà mọi người nhìn vào cái góc nhìn hào nhoáng người ta được lương 100 triệu nè, được chồng yêu thương, vợ yêu thương đồ các kiểu, thì chúng ta sẽ rất là khó, rất là trừ khi mọi người đã trải qua cái sự thu thập và rèn luyện, nếu không thì sẽ rất là dễ cái việc mà nảy sinh tâm đố kỵ hay là tủi thân ấy, nó là bình thường, thành ra chúng ta khiến cho chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình không tốt. Nhưng mà nói chung là chúng ta chỉ nên có đôi khi nha, sự so sánh mà kiểu so sánh một cách tích cực sẽ giúp cho chúng ta gọi là biết cách để gọi là tiến lên, nhưng mà mọi người nếu như mà so sánh một cách cực đoan hay là kiểu quá tiêu cực ấy, thì sẽ làm cho mọi người khốn đốn rất là nhiều. Bởi vậy mà khi mà những anh chị đi làm từ thiện ở trên vùng núi vùng xa, mặc dù cái điều kiện của người ta rất là khó khăn, nhưng mà có một vài người người ta mua trên mua vẫn đủ đỡ nụ cười và cảm thấy rất là hạnh phúc, thì á lý giải là tại vì sao, tại vì á, người ta không dùng mạng xã hội, người ta tập trung vào cuộc sống người ta, với lại kiểu cái thế giới quán người ta là chỉ là những người xung quanh thôi ấy. Những cái người bằng 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 kiểu điều kiện cũng tầm tầm ngang ngang như vậy, nên người ta cũng gọi là ít bị áp lực, ít bị cảm thấy áp lực đồng trang lứa hay là sinh tâm đố kỵ. Tất nhiên là mỗi nơi chắc chắn là có đôi khi sẽ bị áp lực, nhưng mà ít hơn so với bên mình, tại vì mình có mạng xã hội, hôm nào mình cũng sẽ lướt mạng kiểu cảm thấy hơi bị áp lực. Mình không phê phán bất kỳ ai nha, nhưng mà có đôi khi là mình lướt những cái sự ưu tú đó thì tránh không thể, chúng ta sẽ rất khó tránh khỏi được cái sự đố kỵ đâu các kiểu, nên thôi nếu như mà được thì chúng ta cũng nên hạn chế nạp dung nạp những cái nội dung đó, tại vì nếu như mà nó không làm cho một người kiểu có động lực để tiến lên ấy, thì nó sẽ khiến cho một người thụt lùi, kiểu mất động lực phấn đấu. Mình nhớ mãi xưa nhỏ nhìn người ta ăn cái bánh mì được một nửa bước đi, mình nhặt lên và ăn lại. Không hiểu sao mình sinh năm 2003 nhưng những cái bình luận trên video mình đều trải qua luôn, ý bây giờ đang cố gắng để chấm dứt hoặc là nghèo khổ của gia đình, cố lên, mình cố lên nha. Mãi đến năm 18 tuổi tự ta kiếm tiền mới được thổi nến lần đầu tiên, giờ có tiền sẽ dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Mình thấy là trên mạng ấy, người ta có một cái câu khá là cảm động, kiểu rất là dễ gây xúc động, ý là có những đứa trẻ dùng cả tuổi có những đứa trẻ
dùng cả tuổi thơ để chữa lành tương lai, tại vì kiểu cái cuộc sống của người trưởng thành nó khá là phức tạp ấy. Nhưng mà có những cái đứa trẻ lại dùng cả dùng hiện tại, dùng tương lai để chữa lành cả tuổi thơ, tại vì cái tuổi thơ của họ quá là khốn đốn, quá là khó khăn, quá là kiểu bị tổn thương ấy. Hồi đó học bị thiếu sách, ông ngoại dầm bảo đi bán vé số đến cả khuya về mua cho mình. Cũng lúc đó mẹ mình cũng đi phụ hồ, một tối hai người về có cả hai quyển. Nói chung là có đôi khi như kiểu mình sống trong một cái gia đình khó khăn, thiếu điều kiện nha, nhưng mà mọi người biết cách yêu thương đùm bọc, kiểu yêu thương quan tâm chiếu cố lẫn nhau nha. Vì mình nghĩ là có đôi khi cái sự hạnh phúc đó nó sẽ là trân quý, nó sẽ là điểm sáng cho cả cuộc đời của mọi người cũng nên đấy. Bởi vậy có đôi khi gia đình mình nghèo hay là gì đó thì cũng mừng, không cần oán trách hay gì, mà mình nên có thái độ biết ơn và không ngừng cố gắng mỗi ngày, và kiểu mọi người cố gắng xây dựng cái mối quan hệ xung quanh mình ấy sao cho nó tốt đẹp và hòa hợp nhất, để gọi là thay vì vật chất không có thì mình sẽ có những cái giá trị về tinh thần để bù đắp lại, có qua có lại mới tỏa lòng nhau ấy mọi người. Nhà nghèo mẹ không biết giữ, bố bạo lực đánh đập ba mẹ con tới tận bây giờ, ám ảnh mỗi lần ngủ ngủ giận mình vì sợ bị đánh. Giờ đang học đại học với chính sách được miễn học phí nên mẹ cũng đỡ vất vả. Một đời mình có bố nhưng chưa bao giờ thấy bố vì mình bao giờ, bù lại được một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Tiền nuôi mẹ nuôi bố để khỏi vất cũng chả dám nghĩ đến cái ai, vì còn nợ mẹ quá nhiều. Nói chung là bạn này là một cái người khá là hiếu thảo nha, hy vọng là bạn sẽ kiểu phấn đấu học tập và kiểu tương lai sẽ có một cái tương lai sáng người và hỗ trợ được cho mẹ bạn. Tất nhiên là sẽ tìm, hy vọng các bạn ấy, những cái bạn có hoàn cảnh tương tự sẽ tìm được những cái tình yêu đích thực của đời mình khi mà cuộc sống của mình rồi. Thì thật ra nếu như nói về mình nha, thật ra đối với, nếu như mà mình với góc nhìn là một người đàn ông nha, nếu như một cuộc sống của mình nó còn quá khó khăn á thì chắc chắn là mình ở hiện tại cuộc sống còn quá khó khăn á, thì trước mắt mình sẽ mục tiêu là thoát nghèo cái đã, xong mới tiến tới chuyện yêu đương. Và nếu như mà tất nhiên là nếu như các bạn có thể cân bằng được cái việc mà lấy tình yêu để làm động lực để đi lên ấy, thì cũng có thể cả hai cùng nhau phấn đấu. Nhưng mà mình nghĩ là trước hết là để xử lý được vấn đề trong gia đình trước rồi mới đi kiếm hạnh phúc còn lại ấy. Tại vì kiểu nếu như mà mình đang khổ mà mình kiểu lấy một người kiểu rồi mang cái khổ đi giao cho người ta thì cái đó mình cũng thấy không có, mình nghĩ đối với cá nhân mình thì mình không nên, ý là đối với quan niệm mình nha, mình của năm 20 tuổi, cá nhân mình nghĩ hôn nhân là kiểu cùng nhau chia sẻ, cùng nhau san sẻ, cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải là tìm tìm một người để khiến cho người ta phải phục vụ hay là bắt người ta phải cống hiến về mình, tại vì mình nghĩ là tình yêu là cùng nhau san sẻ, cùng nhau chia sẻ kiểu vậy, cố gắng vì nhau mà sống. Đa số chúng ta lớn lên trong trong nghèo khó, vậy nên khao khát ấm no mới mãnh liệt. Đúng vậy, ai cũng như nhau cả, đều có nỗi khổ riêng, nên là mong mọi người đừng đem bản thân ra so sánh khổ hơn, so sánh mình khổ hơn người khác. Hồi xưa ba mẹ nghèo, mẹ mình thích bánh trung thu, chỉ đợi đến lễ rồi lên nhà thờ lấy bánh tặng. Giờ mình phấn đấu lên được quản lý rồi, trong 3 bữa mình sẽ mua bánh gì ngon mời ba mẹ để báo đáp lại. Nói chung là mình đọc trong cái shopping này mình cảm thấy mình gặp được rất là nhiều bạn kiểu mình rất là yêu thương ba mẹ mình, kiểu rất là có cái thái độ hiếu thảo, chứ mà mình cũng thấy vui lấy, kiểu một cái gia đình mà kiểu kính biết kính trên nhường dưới, cha mẹ biết yêu con cái biết hiếu thảo với cha mẹ, nghĩa là nói chung là tuy vật chất tài chính mà không không quá dư dả, nhưng mà về cái giá trị tinh thần thì các bạn đã gọi là hạnh phúc hơn rất nhiều những gia đình còn lại. Mình tin đa số những bạn từng nghèo khó nếu có ý chí, hầu hết hiện tại đều là những con quái vật trong lĩnh vực của mình. Thiên đường chỉ tạo ra thỏ thỏ và nai. Ý là khi ý anh này là khi mà chúng ta kiểu sống trong nghịch cảnh mà biết phấn đấu vươn lên thì chúng ta sẽ trở thành những cái người rất là trâu bò, rất là kiểu rất là cừ, rất là giỏi trong một cái lĩnh vực riêng ấy. Thì có đôi khi cái việc mà cuộc sống ta quá dễ dàng thì khiến cho chúng ta cảm thấy bị chai lì với chai lì với bị lười biếng quá, thì có đôi khi nghịch cảnh sẽ là cái động lực khiến chúng ta vươn lên. Thì đây là cái chương trình của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Không biết mọi người có đúc kết được ra được gì sau cái số podcast này không, nhưng mà kể từ lúc mà mình đọc cái podcast, cái xem những cái chủ đề như thế này thì mặc dù gia đình của mình không
phải là gia đình quá nghèo hay là quá giàu gì, kiểu nó cũng gọi là có cơm để ăn, có nước để uống, có quần để mặc cái mọi người, thì cũng rất là biết ơn, mình biết trân trọng cuộc sống hơn. Kiểu mình hay một người hay bảo là kiểu mình rất là sợ chết đói, kiểu mình mỗi ngày cái mục tiêu của mình là có cơm để ăn, có nước để uống, có nhà để ở, nhưng mà cứ sống chill chill nhẹ nhàng, mình cũng không thích là hơn thua với ai, tranh đấu với ai, với lại mình cũng rất là ghét thị phi á, là ra mình kiểu bình sống qua mỗi ngày là đối với mình là một cái niềm vui rồi. Trừ khi thị phi tự tìm đến với mình mới buồn đồ đồ thôi, và có đôi khi mình sẽ nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ đồ các kiểu thì mình buồn chứ bình thường, tại vì cái mình biết đủ ấy, nhưng mà biết đủ thường vui, mình trân trọng những gì mình đang có, mình biết ơn vì mình có ký túc để ở nè, có cơm để ăn nè, có nước để uống nè, có wifi để dùng nè. Đó là những cái sự mà mình đối với mọi người có thể là tầm thường, nhưng mà đối với những một vài bạn ngoài kia, đó là những cái điều mà quý giá các bạn ấy trân trọng. Và đối với mình nha, được sống trong một cái môi trường khá là hòa bình và an toàn thì cũng là một cái loại hạnh phúc rồi, nên không có gì hơn. Nếu như mà tương lai có thể, nhưng mà tương lai nếu như cuộc sống có thể tốt hơn thì càng tốt, nhưng mà không tốt được thì tôi chưa biết sao giờ. Nói chung là mình cứ sống và nỗ lực hết mình sống, nói chung là mình cứ sống tử tế, sống trân trọng mọi người xung quanh và cứ nỗ lực hết mình đi, rồi còn kết quả tương lai như thế nào thì ai biết được, lỡ đâu ông trời kiểu thôi thọ mạng của mình đến tận ngày mai mình nghèo rồi thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà muôn sự thì tại nhân mà thành sự là tại thiên, nhưng mà chúng ta cứ thể hiện là biết ở trong một hoàn cảnh kiểu trân trọng những gì chúng ta đang có. Trong kinh thánh người ta cũng có nói cái đoạn gì lâu rồi mình chưa đọc, mình quên rồi, nhưng mà những gì đang có thì sẽ được, những ai không có thì sẽ bị, những cái gì không có thì sẽ bị lấy đi, còn những ai đang có thì sẽ được cho thêm mọi người. Thì khi mà mọi người có được cái lòng biết ơn về những cái gì mọi người đang có thì mọi người sẽ được gọi là ân trình chúc phúc phù hộ, và vũ trụ sẽ mang đến cho mọi người nhiều cái điều tốt đẹp hơn. Nhưng mà mọi người cứ tập trung than ố tại sao cuộc đời ta là nghèo như vậy, tại sao cuộc đời mình là khổ như vậy, thì nó rất là dễ khiến cho mọi người cuộc sống của mọi người ngày càng bất hạnh ấy. Thì mình hy vọng tất cả mọi người, những ai mà nghe cái số podcast này ấy, thì mọi người kiểu gọi là biết đủ từ tận tâm và hạnh phúc từ trong chính trong tâm hồn của mình, và hy vọng nói chung là mọi người sẽ gọi là biết yêu thương bản thân và yêu thương những mọi người xung quanh, sống tử tế và không ngừng phấn đấu cố gắng để thay đổi hoàn cảnh của mình, khiến cho cuộc đời của mình trở nên tươi đẹp hơn. Hy vọng mọi người có một đời bình an, một đời vui vẻ, và công việc của mọi người sẽ thuận lợi. Chúc mọi người vui vẻ nha. Còn bây giờ số